Chơi game mà không cần hướng dẫn hả? Rồi mày vô chưa? Mày đâu? Đang trong này nè. Mày Thì tao nhận lời mời mày rồi đó. rồi rồi Mày chọn đâu khó gì vậy? Ác mộng hả? để đi luôn tiếp Kiếp khỉ á? Đọc cốt truyện đàng hoàng. And had no idea how powerful he was. Chỗ nào mày? Ủa nó đang lót hả? Bây giờ là cái ốc dách là ở trên là cái gì? Số quân địch. Ở trên là số quân địch. Còn góc trái dưới là tiền. Mấy cái này là item. Okay, that is definitely not an order rift. Yeah, I'd like to tell you I knew that, but I didn't. Mày đặt cái gì trước? You are correct, Kelsey. That rift is different. Quickly, get traps placed. Ủa, tao có cái nào gì nào? I will instruct you further. Chưa mở. How do we hear her when we can't see her? Telepathy. Sao đồ đâu quá không vậy? Now, let's try out these traps for real. Cái này đồ của mày hay là của ai đó? Tao thấy là quá không à? Đó, ơi, đồ mới mà. Rồi chưa? Tao gọi quái à? Tao đặt được hai cái lần đó. Totally ready. Mấy đứa món đồ này mới thấy đầu luôn. Mấy giờ hướng dẫn là gì đó hả? Vô. Chơi game ở kiếp tutorial. Quái đâu? Enemies are preparing to breach one of our gates. The door is down. Here they come. Súng ta nó bắn gì ta? Nó ra cái hộp gì luôn kìa. Mày chơi rồi hay gì mà nó thấy lão gì mày? Không biết. Chơi đâu? Số 4 là gì ta? Ủa? Sao đang đứng yên vậy? Để được. Đẩy ngang không hơi quá mà thôi. Đẩy ngang phải có cái giữ chân nó đứng ngay đó. Tao còn chưa biết hai cái bẫy của tao là cái gì nữa. Lần đầu thấy luôn á. Rồi nó thấy dụng gì chưa? Thì chắc gây đâm thôi. Bây giờ tao chưa thấy bẫy đâu đọc đồng á. Hình như đi chậm rồi. Nó làm gì cứ gương mà kìa. Thì tao đứng coi nó, cho nó vụt thử. Hình như nó đi chậm rồi á. Có cái nào mà coi không tin bẫy không? Mày nó kiếp mở trên cốt truyện rồi. Cái gì đâu. More enemies on the way. Hình như chuột phải là xài chiêu. Mày đứng đứng đó hả? Đứng coi bẫy ở đâu đồng mày? À, đứng coi sao biết bẫy mày đó cái con gì? Chịu tao đứng coi nãy giờ đó, nó chỉ đi chậm thôi. Tao không thấy nó ghi đam luôn nữa. Cái này là gì? Cái chịu của tao đó. Chạy lên lụm đi. Tăng độ khó mày. Màn này là màn hướng dẫn mà. Thôi tôi chơi cái một qua rồi.
More enemies on the way. Thì mấy cái bẫy trong ngang là đâm ngay cái làm cẩm đó là ngon, đúng rồi đó. Thì mới chém mình hả? Mày có ống máu nó chém mày chết á. Tự nhiên đâm băng cái tao thấy nghi nghi vậy. Có máu nữa rồi. Tụi mày đi ôm một thôi. Mày đực mày đâu có sợ. Một nó bắt mấy đứa con gái thôi. Rồi phá đảo rồi. Sao game nhiều anh. Kìa ốc giáp hả? 77.600 nêu 2 co à. 5 học luôn. Cộng 5 bonus. Cái đầu sò như là cái đơn vị nâng cấp á. Cái này là gì? Map này cam anh hả? Chọn gì? Sao hỏi tao? Mày chọn người đó hả? Để tao nâng chiêu cái ai? Nâng sao? Bấm vô quyển sách nâng kêu. Đang cái chỗ độ khó không mày? Mày phải qua được một lần mới có độ khó nhá. Hết tinh gan này rồi sao ta? Bắn thì rất nhanh, cái tầm trung bình sẽ thương nhược lý. Nâng cái vũ khí không? Nè nâng 7. Nâng 7 đi. Cái này là cái gì ta? Trời ơi, cái này chỉ là đóng băng thôi. Giảm đam nhận vào. Không nâng được nâng sao? Tao biết chứ gì. Mày nâng gì? Mày nâng bẫy ngang hay bẫy dọc? Tao nâng bẫy tường à. Mày nâng bẫy sàn đi. Được 18 đầu sọ nè. Để tao coi tao nâng cái bẫy nào hiệu quả hả? Thì mày nâng bẫy sàn đi, tao nâng bẫy tường. Cái nào dính lên tường thì tao nâng. Tao bẫy sàn phải không? Bảy sàn có gì ta? Rồi tao nâng ba cái tường của mày. Cái này là gì? Lượng lớn bong bóng siêu để phòng thủ. Tao không biết cái bong bóng là gì, có 7 trọng lực đó nè. Rồi hết điểm, nâng được hai cái bảy tường. Arcane là nghĩa gì mày? Arcane những cái điểm chứng minh chứ. Đi Arcane Dam hoặc là đi Lanin Dam. Dam ánh sáng hay Dam 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 kia? Người biết chắc sẽ được nhược lý với phép thôi. Có bên nào ghi súng nào là ghi mò Dam thôi, không biết Dam gì. À, tấp đát cái bẫy thường luôn đó. Ghi bẫy thường lên. Ốp cái bẫy trần rồi đó, giờ đi giờ. Đây 700 mà có 7 trọng lực. Mấy cửa ta? Gì là một cửa không? Đi xuống đây. Đi qua cái điểm giữa lên vô đây. Không, tôi nghĩ là hai cửa. Cửa ở đây nó có thể mở nè. Đâu? Đó, chỗ ở dầm đó nè. Nhìn bản đồ thấy hai chỗ song song nhau. Thủ cửa chứ đi. Nó báo cửa là cái này chứ mà. Chừng nào nó ra tính. Thì sao đổi được cái kia mày? Nhấn chữ B rồi. À, chữ B. Được chưa? Quá chưa? Chưa. Chưa có thể nào hết. Tôi đang nâng cái bẫy tường á. Con ọt bự luôn kìa. Ủa cái số 4 này sang sao vậy? À, để lên đầu. Nó là gì? Không biết. Còn cái 7 trọng lực. Cái 7 trọng lực này sao? Rồi. Đâu? Còn phá cửa không? Enemies are preparing to breach one of our gates.
they've broken through a gate. Oh, you didn't have me. Là nó nát cái bẫy đó luôn rồi đó. Mấy cái này là gì? Ở đâu có cái sọc ganh đá rồi đó. Đó giờ đi dưới dưới nè. À nút ship là chạy nữa. Qua kia qua kia qua kia. Rồi hết tiền. Ready to go. Bảy sàn có bảy hất không ta? Tại đáng này chết không? Chết á. Có mà, nhưng có bảy bảy hất mà. Bảy chở đi tới dưới. Kìa nó cuốn lên rồi. Cuốn làm gì? Nó né bảy dinh thôi. Nó còn nghe 7 giờ nè. Mày đi lắc cái gì mà tao thấy con quái nó giật giật. Đâu quá, tao thường à. Thì do nó lấy cái mô hình quái từ server mày đó. Nó bay lên kìa. Bị đi bẻ nó bắn. Đâu quá. Không tới. Quay rồi, chắc quay sao là boss ra luôn. Nó bắn đế đẳng rồi ta. Da nó chặt. Chặt coi như chặt thịt chứ. Đi xong đó hả? Má đéo cái điệu nhảy khác nữa chứ. Được nhiều cái sọ rồi. 5 cái. Bèo gì? Upgrade. Tớ đặt thêm cái bẫy cho tao nữa.
ba cái bẫy lửa. Có cái bẫy sàn gì đó kìa. Hết đỉnh lần rồi. Nãy giờ tôi xài cái farm này phải không ta? Có cái bẫy nền, cái nền dầu làm chậm quân địch rồi. Rồi bấm đâu mày? Chưa có xong rồi. Ngắn. Nè, người chọn. Đi còn 4 hero nữa kìa. Có cái nền acid nữa. Rồi xong mới tới 2 bước giáp. Tập đắt mắt cái mắt cái sàn luôn. Còn có hai cái giáp thôi. Sao tao đứng lại? Mày nó có chạy không vậy? Rồi. Đây đó. Không thấy không lót. If only the oldest living war mage can open rifts. Này hai cửa nữa. Yes, Kelsey. The oldest is Master Cygnus if he is still alive. But why would Master Cygnus open rifts for orcs? Một hồi có gì tập trung thủ chỗ này nè. I know rifts provide magic, but this magic is not a positive force. Keep the orcs at bay. Đầu nó chỉ đi đây thôi. Great. We fight the bad guys, she takes a vacation. It's cool. Yeah, I'm good. Ủa cái vũ khí không đổi được hết ta? Tao có súng vùng lửa nữa nè, không biết đồ gà luôn á. Ừ. Ủa đâu phải vùng lửa mà bắn lửa thôi. Enemies are preparing to breach one of our gates. The door is down. Okay, I got this. Here they come. Thật nốt. Có bảy làm chậm không? Nó có nãy có cái bảy mới làm chậm mà. Không up. Rồi mở. Các bác thấy chậu cũng cái bệ thường. Ủa, nó ra cửa nào vậy? Trên. Dẫn trên đúng không? Cái chuột. Those are kobolds. They'll also set off our traps. Hẹn cái đầu sọ là cái gì? Lắm. Cái combo cái gì đó. Rồi, giờ nó ra đường dưới. Má, chỗ này đéo có trận, vãi đây. Do this thing.
More enemies on the way! Enemies are attacking on another front! They've breached another door! Nó đánh đầu nửa cây rồi. Nó bị tím tím là gì ta? Nè mấy. Tí đặt 2 cái 7 ở đây nữa. Đằng súng lửa lên phế mà, tôi gây sầu ganh. Cái trận laser của mày hả vậy? Ở dưới này ra nữa. Ra trên trước rồi. Game này sau này chắc phải thuộc map. Cái này chưa có sống rồi ta. Sống con nó đang chạy vô. Như 7 giếng rồi. Đâu giếng á? Xbox Game Pass. Bây giờ coi sự kiện Xbox cái đó. Không biết chơi game được cái gì nữa ta? Trang bị hồi máu. Rồi không cần. Cái con lửa tế quá. Trả tiền đây. Nâng cái nền đậm chậm đi, bỏ cái trần đi. Bấm vô ghi phân nữa. Mà sao mày có cái trần đó, tao này không có vậy? Nâng chậm nào nào.
Cái acid hả? Cái acid là chưa mà. Cái mà ta chóp á, cái dầu á. Bên trái cái acid đó thấy chưa? Có rồi. Thôi rồi nâng cái đó lên đi. Làm chậm. Nâng làm chậm thì để khúc đuối nha, đừng để khúc đầu. Start là gì ta? Bên tốt là không bị chậm á. Được chưa? Nhanh. Xong rồi trang bị sao ta? Trang bị là mày gắn vô những cái kêu luôn á. Bấm vô nó xài luôn. Thì gắn vô cái đổ cái bẫy luôn đó. Ô nhẫn xét. Hai tiếng nữa vãi đi. Hitbox ok. Rồi bây giờ là đầu tiên là đi bên đây nào. Nó mình không bên giữa. Hey Kelsey, how do you know so much about rifts and the order? Giữa là nghe cái dội giống màu xanh đó luôn. I'd like to know all the answers. Để tôi chọn lại cái bản ra. Tell me what glue does it stick to the inside of the tube. Ok, số 1. Rồi, cái tầng lửa ở đâu? Tầng lửa xuống ngay cái bãi dầu với ngập bấy rồi đó. Không biết nó đặn được không, để coi coi. Cái trần thì tao chỉ có 3 món này thôi, 7 dụng lực không cần đâu, tôi dục luôn. That'll work. Số 3. Cái bãi dầu đâu, bãi dầu đặt sao không nổi ơi. Mày lửa đâu? Chứ. Dầu mà giặt mày lửa hợp lý rồi. Ừ, cái làm chậm để ngoài sau, để cho nó dính mà cái hiệu ứng. Mình nó mới đi ra cửa nó làm chậm thì bẫy mày đâu có bắn được. Rồi hồi đằng hai bẫy dầu dưới lửa nó nha. Tao xong rồi đó. Làm chậm thì nó đi ra một khúc hay làm chậm chứ. Coi đi. Thế người dầu lửa hợp nhau. Ê, bắn. They have pretty long range attacks. Yep, I remember from the simulations. Trả thủ rồi. Đừng quay ngọt lên từng từng như cho bành nhé. Chặt đâu rồi. Số 6 là gì ta? Hồi máu à? Rồi vô ở đây. Không có chỗ nào mà về dài để hồi cái bẫy gai. Rồi, đặt chậu cái vỏ này nè. Rồi hết tiền. Hết tiền rồi quá à. Let's go. More enemies on the way. Enemies are attacking on another front. Dậu lộn bên vô nói ơi, mày đặt chữa hai bảy lửa luôn rồi. Má nó canh đúng ngay chỗ giữa luôn, má đậu. Rồi nó bích tới chỗ rồi, rồi. Nhét luôn sáu cái bẫy lửa ngay đây.
the hole, find the hole. Mày bắn vô tới trống được luôn đó hả? Sợ nó bắn đéo được ta. Có vũ khí cận chiến không? Có mà. Kìa hai cửa đó, lên trên đi. Ừ. Như thịt nướng, nghe nghe mùi thịt nướng luôn, baby quy. Chắc chưa? Còn nó kìa. Còn nãy giờ chưa có ngọt, còn bự hơn medium hết ta. Chưa. Đặt cho ba lạc 755 chậm chứ mày ơi. Anh chậm đầu tiên luôn á. Sao đó mới đặt nó là 7 khác. Mẹo. Bán là 7 sao mày? Dắp dè vô hay gì á? Đây thổng kìa. Ở dưới có 7 nữa. Mấy chục á. Đây còn 7 nữa. Để mấy chục à, mấy chục á. Đủ nó nhiều quá. Tao nói mày gãy. Chuột đâu hết rồi. Rồi chết luôn rồi. Sao chết? Té giật cái gì? Ừ. Đâu mà. Kìa có hột bự gì cơ. Mày lên kia nha. Tao qua tao dựng cho mày, thiếu điểm mày. 599 à, má. Ready as always. Trời ơi mày kìa. Này đéo gì được rồi. Nó giữ thêm một đống mấy cái 7000 nữa. Bây trần giờ cảm giác nó thiếu thiếu rồi. Nhìn cái con game đột kích VR, mình cười quá. Quay. Mẹ
mẹ đột kích năm nó đẻ cái dục game nữa. Bây giờ nó ra tới cả VR luôn. VR hay không? VR là kính thực tế ảo á. Nó bắn đột kích bắn bằng kính thực tế ảo. Ủa sao có đóng băng hả vậy? Tôi chậm á. Bánh đụng tiền với mày. Ê nội nào like cái video vậy? Đụng tao mến nó dần rồi. Nào mới thấy gọi là khó này. Mới bằng 2. Hại gì nãy giờ 4 màn không nổi rồi. Bơ phẹt. Được cái 7 nền gì nữa nè. Lóc đó, nó có cái lóc thì à. Mày thay cái đó đi. Cái nào? Rồi để tao nhọc luôn cho. Cái lóc đó không cần năng, cái lóc là kiểu chặn tường. Qua anh mà tường đây. Rồi bỏ cái bẫy gai đây. Ủa bẫy gai có 11 hả? Ta không đó. Vàng. Góp tiền hay là góp thuốc, góp tiền đi. Chữa má đang nói lũ đảng mày. Tao mới hồi sảnh thế này. Rồi giờ ông thủ của nó đây nha. Ok. Chữa. Nó dành vô năng được không ta? Còn mười mấy điểm. Oh hi, welcome back. We've just been killing orcs and stuff. No big deal. Okay, so what's the deal with these strange rifts? Mày thủ rồi nha. Chưa. Đang nói. I will tell you the tale. Mày chặn một bên là quán nó đi còn đường màu à. Ừ. Dễ thú. Để coi nghiên cứu cái đặt ở đâu. Trên đi, là trên à. Nghe cái cầu thang luôn à. Trên đi, lên trên đi. Để chiếu làm sao mà nó ngay. Mày dòm ai ngay chưa? Chỗ này đâu? Thôi lên ngay chỗ này đi. Ngay khúc cua nè. Ừ. Thủ lên đây lên đây nè. Đã hết tiền rồi đó. Ủa mày có đặt 7 gì? Coi đó, 6 cái nè. Đủ. Mấy cái bẫy tường kia nó còn đóng điểm chưa năng á. Ê ê ê. Chết rồi. Này chết rồi.
Mày mới tuần đầu chiên ra đây. Ủa mày đặt hai cái cục hai bên để cho nó đi đường giữa rồi được không? Như cái đường này nó rộng bao ngang nè, mày đặt chặn một bên đi. Nó tì ai? Thì giờ tao nghĩ vậy coi. Thì thế mày theo đi. Đó, tới đây luôn hả? Nó mày làm được lần nữa. Ôi trẻ ơi. Gì mắt. Bể rồi gì mắt đi. Sao biến nó vô chứ mày rồi còn 19 rồi. Ok. Ok. Gì mắt sao tao nâng được ta. Bây giờ tao đặt hai cái mày đặt một cái để bính một bên nè. Ừ. Rồi đặt ra chỗ là. Chưa. Mày ra mày bên menu cái đi gì đó tao nâng cái nữa. Tao mới nâng có 1 cái 7 màu mà. Bắt ra mày menu đi. Bắt sau. Không có được. Quýt kìa luôn á. Quýt đi vừa vô lại cũng nghe màn này thôi chứ đâu. Rồi để nâng cái. Còn 16 điểm lận. Insect Dam nè. Rồi. Mắc tiền luôn cái 7 này mắc tiền phải ra đó. Còn thế không? Rồi xong rồi đó. Được. Rồi đặt một cái. I have consulted the archives. It is as I feared. Ngủ đây lên nha. Phán. Oh hi, welcome back. We've just been killing orcs. Mày quỷ cái chồng được không? Cái nào? Tao tính đặt cái đây nè cho nó dồn quân lên ra bốn con này nè, dễ thủ. Đó nó đi tới cua nó quẹo đây. Rồi nó xây ngay. Có cái đèn chậm đi. Ê bán đi, đặt vô chỗ này. Này nha. Bán ra đi. Thì đặt ở đây với đây khác méo đâu, đặt đây lợi hay không? Có không gian thủ chân chiến mày. Đừng chút không gian thủ mày. Cái trên trận có cái gì kìa. Đâu? Chứ bơm sao tao đặt được. Vậy đặt cái dách đi. Nhấn F, cái lượng F được không? Đó. Con A này nó bắn xa lắm mày ơi, vì lựa cái đường nào thẳng á. Đường nào thẳng dài đâu. Rồi tao hết tiền đó nha. Rồi. Đây. Rồi. Alright, let's do this. Enemies are preparing to breach one of our gates. The door is down. Whoa. That ogre seems bigger out here in the wild. And remember, if he hits you, he will stay. Ê, ông cầm chỗ à? Hồi có khi nào nó đập cửa không mày? Nó đập mấy cái cục chặn bên kia không? Không. Không kỹ á. Tao đéo tin mày đâu. Để tao đánh đi, tao có đem cái chim vô hồi máu. Bảy rồi hả? Xài đường lần một à? Chỗ này để tao đặt cái lốc nè, đợi mà mày. Để cho nó vô dồn vô bốn ô này dễ thủ hơn. Bán này được không? Được nè. Rồi. Đó, dồn bốn ô này anh. Số 3. Nghe không gì? Bây giờ mới nghe chưa? Nghe chưa? Đặt cái gì? Đặt cái gì? Cái trần. Không biết nữa. Hình như ngay đó. Rồi, ngay rồi. Thắt mẹ tiền rồi. Let's go. More enemies on the way. Đây có còn bự nữa kìa. Ok.
cái chiêu của mày là sao vậy? Bắn 5 mũi tên. Chúng ta đứng đây cho quái đánh đâu. Không cần không? Tao có hồi máu à. Thả mấy chuột này à. Nó nhanh. Ủa nó bị đóng băng luôn vậy? Ừ. Cái súng nước đâu tao đặt trên đầu á. Cái bẫy này tới 800 nữa mắc bẫy không? Nó không hợp với cái màn này nữa. Đợi cái màn này cái ô nó ngắn quá. I love traps. Bố mồ đó. Bích cái nền đi nặng đi. Rồi, hết đây này. Rồi. Just like in training. Cái đó là ngay cái nào với nó. Cái gì đây? Quá gì chó rồi. Chuột đi. Chó cho chuột kìa. Con chuột nào ba lớn đó. Chuột tin mày. Dạ. Tao sắp tới nó rồi. Nó tôi đặt tới số 7 rồi, giờ phải dương tay bấm. They're almost there. Cái vàng là gì ta? Cái xanh là cái gì? Nào. Cái đồ rớt ra để lụm á. More enemies on the way. Nó đéo thèm đánh đâu luôn. Hồi này xây bích dưới làm dưới này cho nó tối u đam này. Đó. Sao nó cứ đánh đâu không vậy? Đứng dưới trước. Nó đánh đâu thì nó đứng ngay cái bẫy, nó delay lên đấy. Nó đang đam nhiều hơn. Kìa, nó đóng vàng rồi. Đồ sọ là gì? Rồi, bích cái làm dưới này đi. Không, chỗ tôi đang đứng nè, còn bao ô nè. Hết đây này. Đi. Chú quay đi. Dạ. Chữa, đang say. Yeah, now's the time. Cái con ma đó của tao là nó sao ta? Anh chậm á, cái đầu á. Đó. Đi chứng nào nó bị một tí. Oh,
no way. Mấy cái bẫy dắt này không có nâng lên giờ thấy nó thiệt thòi quá. Có đơn không này. Nó quay à. Chúng ta chưa kịp nâng nữa. Đó. Còn nào bắn vậy anh? Đánh em đi với mấy anh ơi. Chết tôi, mất máu không kịp. Chừng nào hồi sinh, ủa hồi sinh cũng sáng nhanh mà. Đó này. Chết xong hồi sinh lại mana nhanh hơn á. Bên dưới nó có cái sờ cò đó mày nhiều điểm rồi. Sao hả? Trong sáng bàn. Vậy là hai thằng bằng nhau rồi. Mất điểm chưa? Mày chết á, mất cổ thọ kìa. Đâu mày bấm vô start nó cứ ghi á. Thiếu cái bơ vẹt. Với cái untouch là sao ta? Thời gian như không chạm luôn hết vậy. Rồi upgrade nha. Tao có 7 mới rồi nè. Làm sao như biết. Rồi ghi phân on luôn. Ghi phân on là được 73 cái để tao nâng lại. Cái 7 gồng đó nên nâng ta. Tao cho nhiều nhà 7 nha. Bố mắt đam ra. Rồi nâng lên lần 7 lửa rồi. 7 lửa nó còn góp vàng. Với cái 7 gồng. Bao up one một lần nữa là sao? Okay. Rồi, map 27 ra được rồi. Deppy nè, có cái tường làm chậm kìa. Thế nào? Tớ cái tường làm chậm luôn nha. Tí nữa đi, vào sau đi. Đây, để tao bỏ 1 gồng. Bỏ 7 gồng lấy cái làm chậm đó thôi. Rồi. 6 điểm rồi. Rồi vừa đủ hết luôn rồi đó. Cho mình nhau. Rồi ok vô đi. Cái gì? Sao tới văng ở ngoài này rồi? Trời ơi. Coi cái đoạn cắt cảnh. Mở được cái đường hầm này nè. Kiếp đi. Kiếp kỹ á. Một vàng tượng thôi ghê rồi. Vậy là mở thêm thằng mới hả? Chắc gì quá, thằng này cầm gậy hả? Ủa, ba nhân vật đây nè. Master Cygnus taught my hero Maximilian. Thằng cầm kiếm là phải mày không vậy? Hình như nó đúng không? Cầm nó đó. He was my teacher as well. Didn't you turn evil for? Don't test me. Sorry, sorceress. What is not known is the story of his best friend. Câu chuyện dành nãy giờ những người bạn được rồi. Mày lẽ không mình chết mày. Không đi chết thêm cái anh tốt này, anh tốt là được hay hay sao? Tao xài vũ khí cận chiến mà kêu anh tốt. Đồng mà mày. Chiến chúng nó không chết mà không thúng mày cũng anh tốt đi. Ai hay quá vậy? Cùng kiếm với anh tốt đi.
But when their final test came, lần tất tưởng thêm hai cái sọ chứ nhiều. Cái gì đây, map mới hả? Quá đông kìa. Đứng chờ gì nữa, vô đi. Ê, mày kiếp á. Không biết gì không? Tao ngồi coi chứ không? Nó lên coi, kìa. Sinus solo hả là sao? Robert cũng solo luôn. Có kêu teleport. Có cái nỏ 2000. Sao lấy cái tường chặn không? Lấy gì? Trăm năm trước gì nữa vậy? À, đang lách bách gì quá khứ. Mày vô chưa? Nè, vô rồi. Để coi đây. Nó đi đường nào mới biết đường chặn nha. Nó đi qua đây nào. Có cái khổng. They are far more willing to die for their cause than our own order mages. Có hai khổng mà. Stubborn, or perhaps just stupid. Vậy là tao phải chặn cái đường này rồi. Nonetheless, their numbers are no match for my strength and your knowledge of rift magic. Giờ xây đâu mày? Đâu biết luôn. Xây chỗ này nè, ngay chỗ tôi đứng luôn nè, khúc cua lên á. Mười ngàn nữa đó. Đâu? Ủa, cục đá này không xây vô nó được. Đéo ổn rồi, đi trên đi. Bán đi. Trên đây nè. Trên cái khúc cua nè. Chỗ đó không có đặt chách luôn nổi. Không, tao đặt 7 của tao làm mây xíu rồi từ. Không có dách không trần luôn. Chết mẹ, không có trần luôn rồi. Ừ, trần đặt chỗ này. Nó sẽ lại đây, nó phá cửa. Đây gì để tao làm xíu từ từ qua đây. Mãi tới gì lấy cái nó dội dội ra được rồi. Quá, sao cái này không lắp vô được? Rồi, còn lại dao máy nha. Làm xíu gã chặn trên đường nó có luôn đó. Ôi, sao đây có con cổng này? Ừ, chẳng rồi hả? Ok. Bà vũ xong kiếm. Dạ. Cái nào mạnh hơn ta? Đi xuống chém rồi. Tiến lên, Pikachu. Ba lần mắc cái kiếm điện cái để cho nhân vật có cây cây không kiếm luôn. Tôi sợ mày thằng được cái thằng già cầm gậy mà tao không thấy cầm kiếm gì. Cái gì? Cái bẫy của mày nó bể kìa. Mày chém gì? Chém sao bể nổi. À, mày bắn mày á, mấy thằng nó bắn á. Thằng nó bắn mày đứng gần nó rồi ăn luôn cái đó. Phải cặt lâu rồi. Nó trong đi, vô cho trong đi. Mày đứng hồi nó bắn thật tơ hết luôn. Mày vô không lẽ không bắn? Tất nhiên. Thật con khỉ á. Mày làm gì mày không có mục tiêu mà mày đi bắn. Mày chơi đây đây. Có mục tiêu mới bắn nhưng không có mục tiêu gì bắn.
Họ chưa tới rồi không nổi rồi. Cái gì? Đâu mà bị rẻ đâu. Cận chiến mà nó kêu đứng gì thì sao? Heavy orbs. This should be fun. Do not take them for granted. Heavy orbs là gì? Meaner than their smaller counterparts. Ủa sao điện giật ra vậy? Máu không? Má nó gõ nghe chết luôn. Chỗ nào đéo gì vậy? Ở trong này còn 7 nữa nè mày ơi. Mẹ sao này cái vô đây sai rồi, mày sao đâu gá? Mày sẽ giống đi. Mày chết thôi ra nữa. À đi xuyên qua được cái cửa. Mày gì? Cửa quái à. Ở cái cổng photo. Phải đái, nãy đi vô cái cổng này là ra rồi. Để người đừng lên trên đến tao ấy, nó bắn khắp hết tao nữa rồi. Xuống đây, bụi xanh mày. Cũng đứng cái lòng. Couldn't be better. Rồi hết đi. Tao cũng hết chỗ xây luôn đó. More enemies on the way. Hai ba cái thôi. Mà cái gì xây đây? Má cái chỗ đéo có trần nghe không? Nâng mát cái bảy trần. Di mát kỳ kiếm luôn. Không để cho gheo xong kiếm. Này mấy gì dòm tròn nữa nha. Bữa nãy bích cái cửa bên này đi cái cửa này thấy vẻ ngon hơn á. Này nó hẹp hơn. Thấy như vậy à. Nhưng mà phải đi qua chỗ này nó chen chút. Giờ đồ ngắn vậy. Rồi khỏi cỡ lo nữa. Xuống đây nó không còn bao nhiêu thằng. Má mày nhìn trên bản đồ mà không còn bao nhiêu thằng. Thì đó nhìn kìa. Ngoài đi cậu có bao nhiêu thằng đâu. Coi rồi kiếm chết à. Cái này nó không còn tàn cũng phế à. Ê ê, làm gì? Nó nhận được ổ cứng rồi. Sao vậy? Để ra đọc tiếp. Giật xét này á. Giờ còn mấy thằng đây còn máu rồi. Ê chuột. Chuột lên đây nó cũng chết thôi. Chuột có 2 đồng rồi. Their boss, their loss. One of these here. Ah.
Á, hết chỗ đặt bẫy luôn rồi. Thắng rồi, AC. Thắng gì? Mới có phần nữa à. Dạ. Rồi, gọi đi đi. Ở trên không đặt đâu, ở trên đặt tôi này. More enemies on the way. Đó, đeo cho đổi lắc hả? Cái này phải đặt mấy cái bẫy tường bắn á. Tường chỗ đéo rồi nữa bà đặt. Không chỗ nè. Làm chậm chỗ gọng cổng thôi. Nãy nó không có nâng mấy cái bẫy con khủng long. Cái bẫy gồng vậy á. Này nó nâng mát cái bẫy trần không à. Có cái bẫy con gồng thì nâng nó đụng tường nó dội qua dội lại được hai lần. Giờ đéo có. Đây à. Ra ngoài đánh thẳng chứ. Từ. Nó đâm bằng rồi. Tiền đỉnh kiếm chỗ xây mẹ này tiền để làm gì vậy đó. Mày bán cái cục đó. Bán gì? Bán hai cục này vô nó đứng ơi, tôi xây cái vòng qua luôn. Đây cái nền quá luôn. Bán hai chỗ rồi đứng nào. Luôn được. Sống được. Cái lúc dừng giữa hiệp mình mới gác được. G là EG là gì đó. Người ta tay là xây là xây gì. Trời ơi nó ô vuông cũng đi xây nữa. Phải cái. Dạ. Họ cho nó đi vòng qua đây nè, để đi xuống.
was he the boss of? Check it out. Hết chưa? Còn 3 con nữa nè. Đó, giờ bán được đó. Mày bán đi, mình đòi đặt không làm. Cái 7 bắt đầu giờ bán được 2 ba ô. Được rồi. It is about time to get started. Ê, làm gì vô được được vậy? Vô vậy. Không có sợ đâu, không đi nó đập á. Đập thì đập cái gán đường thôi đó. Thôi, vô. Chạy thiên đỉnh kiếm đi. Thiên đỉnh kiếm đánh làng. Cái gì không vậy? Boss kìa. Cái tên quý nó đập bẫy mày. Ủa? Đâu mà sao tao văng qua khúc vậy? Ủa? Đủ. Có cái khiêu mẹ nãy mà đếm xài. Tính đâu bị lắc mà. Xuyên mở cửa không? Mở cửa này mình đi xuyên được. Có khi đồ bể cửa này thiệt á. Xây trong này là đúng ngon rồi. Gì? Cái gì? Rồi sao là con boss á? Này thì lướt, cái con. Sao bị vậy? Chết quẹo rồi, không nổi rồi. Quá hả? Cái kill của mày nó kill giá chết á. Hay là mày chạy item? Gì không? Rồi nó đập cái ghế bãi nha. Phải chặn đường nó mới được mày ơi. Nó boss á. Nửa cây nó rồi, đúng rồi vậy. Đập nè. Nó đập tao nè. Rồi nó hết góc nó đập chết mày luôn. Hồn chân. Cái cổng rồi. Đang phá cổng kìa. Chết mẹ. Rồi chết boss này nè. Mày chặn mấy con lẻ lẻ vô đi. Hai con mắt luôn nè. Rồi, con boss rồi đó. Chỉ có con không rồi. Đừng mở con không rồi. Thì mở gì? Sao có sát mày đây nữa? Mày chơi cái khiêu giả chết để hồi máu hay gì đó.
Ui mẹ mày chết nữa. Đúng quá. Cái này đang kể về mấy vụ anh hùng hồi xưa thôi. Hồi mà xài con cát. Còn đúng chấm máu. Cái đồng hồ thời gian này sao đó. Kỳ phân hết, bắt đầu lên đầu. Rơi cái 7 con ma. 7 con ma mạnh hơn. Rơi cái 7 băng. Không chờ 7 lửa nữa. Ủa cái băng đâu con mẹ rồi. Giờ nhiều đồ quá ta. Tao xong rồi đó. Chưa. Tao đang kiếm cái 7 băng. Cái Ikea Moonlet đó là cái gì? Còn cái nào ngoài. Kế bên cái Healing đó. Rồi, vô. Đặt ăn ổ SSD rồi mà lót lâu dữ ta. Sorceress, I've read all about Master Cygnus, but I don't remember Vorwick. Vorwick was the equal of Master Cygnus and just as heroic in defense of the Order, but all record of his accomplishments was wiped from history. And you're going to tell us why? I will, but first you must deal with these orcs. Hello, are we not going to talk trong about nhà this? Này, cái bẫy băng, cái bẫy trần. Băng nè. Hai cái trần, cái nền nè. Rồi, ok. Nó đi đường nào? Ở đây chết không? Lũ đạn nó chết thiệt. Đâu nó đi mấy cửa mày? Hai cửa. Nó đi cửa này, thẳng qua đây. Nên tao đặt cái dội dội đây đi. Mày áp ca à? Đang nghiên cứu, bắt đầu. Đó mà rồi chúng bức tường có dội đây được á. Hết mẹ tiền luôn rồi. Rồi xong rồi, tí nữa nó sẽ qua cửa bên đây. Cửa bên này nó đi theo cái đường này. Dòng qua đây. Chị tôi xây hết cái hàng dách trên giữa luôn. Xây đâu? Mày xây nền thì mày chặn được rồi đi. Tôi xây hết cái hàng dách giữa này. Xây cục này sớm vậy? Rồi chưa? Chưa. Tôi còn nghiên cứu xây cục này đâu. Chặn hiệu quả chứ. Tính làm như map nãy chứ. Đây luôn. Ngay chỗ tao đứng nè. Đây tao dùng gì? Chặn ngay chỗ tao đứng nè. Mày hả? Ừ. Không quá đi xéo.
chặn nó quái sẽ đi theo. Thì nó đi dọc vô mới lấy. Không, tao tính nó cho nó quái đi sát xuống tường nè, để tao đặt cái vàng bẫy sặc cho nó hiệu quả nè. Dù đó thì nó cũng đi đi qua đây thôi. Rồi, ok. Cái đường quái đi thẳng đi nè, vàng bẫy này tiết kiệm hiệu quả mày. Làm chỗ đó thì tao đéo có cái con để tao bắn bức tường rồi qua vô lại. Tao mới cho nó đi ra mép này luôn. Có mà nè, cái là con nè, cái tao nó đứng nè. Không, nó không có giỏi, phải trúng cái vách tường nó giỏi lên cái nữa. Thôi mày dời qua anh phải đi, cho nó đi sát mép phải luôn nè. Nó tăng cái quãng đường rồi đi được nữa thấy không? Đi đây, cấp lại đi. Bảy bắn mà đây, cho bảy bắn đây. Hope that works. Ủa nó đi cửa kia không nổi ơi. Đi cửa đây nè. Nghe hai cái này một chút thôi đi. Đó. Rồi, 2 đô cho mày nè. Ê bỏ bán đi. Mày xây đây đi, chỗ tao đứng hả? Tao xây lần 2 ô còn khủng mày. Cái gì đúng không? Cái này gì? Lên đô đi, lên chỗ đô, vợ lên không không? Nè. Nè, qua đây nè, ngang chỗ đi ngang nè. Rồi. Này. Gì? Rồi, để tao xây con ma, để nghiên cứu con ma ở đâu. Nó vừa mày nè, tao chút tao đặt lên cái này vừa nè. Con ma chắc tao đặt đi đây luôn. Ở đây tôi còn mấy cái trần, xây cái trần trước đó. Đó thôi, chối ra qua đi. Ở chỗ này nếu có trần, mẻ. Có mỗi chỗ giữa có trần mà. Rồi đi xây ma, xây cái bẫy băng. Rồi xây chỗ nào nhiều rồi, tôi đặt cái bẫy băng này. Đi. Here they come. Mày đã. À bắn vô lại đi ra. Thì phải có hai cái giáp tường. Người đó chết rồi để con. Này dám làm vụ un tốt mày. Nãy vô tôi té giật chết mẹ rồi anh tốt nữa đó. Thái thật già. Đừng gọi là tép. Nhảy xuống đó coi rồi có chết không. Ủa sao tao bị đánh? Mày cũng mất máu nữa kìa. Anh cung gà. Cung đó là đạn nó chạm mày chứ không phải nó chạm mày. Rồi, như ý mày luôn nè. Chúa má, chó má. Tao nhắn đâu mà nhắn mà. Tao chưa nhắn gì hết. Ủa? Chứ nó đụng cái cục này nó văng đâu vậy? Ngồi xe cái trần ở đây. Ừ.
Mày không có 7 lần chậm hả? Đâm ơi. Chết chưa? Nguồn máu là nào vậy? Cái hầm như Dương Miễn vậy đó. Tao không đem mày. Đem thì khỏi hỏi. Nhớ máu, 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 máu ra. Trên này à. Tám này như là giọng lên cái nó đóng băng lịch trong khoảng thời gian đó vậy. Tụi bắn cung nó đéo liên quan gì cái nòm này. Má thằng lòi. Mày sao nãy mày đứng thấp lóc thấp bắn trúng ngoài thật phải rồi. Nó có cái con nó nổ á. Chạy nhanh quá vậy. Đấy con sống kìa. Đâu? Tao mới nhìn thấy mini map vô rồi đó, 19. Vô đường nào ta? Cổng con nữa kìa. Chưa hả? Chứ nó chuột lòng hư á. Con kè kìa. Hai cửa luôn, qua kia đi. Sao rồi chưa? Nếu có tiền luôn. Thôi. More enemies on the way. Chết mẹ rồi, cái nó bắn không tới rồi. Nó bắn dưới kia mà ống nước. Mà cha nó. Tới giật coi. Okay, different plan this time. Easy, easy. Oh.
cái cục băng này ra hay sao vậy? Tôi chưa kịp bỏ cái cục kia nữa. Bự lắm mày ơi, quá bắn. Rửa đi. Tôi đặt đống bẫy băng vậy đó, mày xây mấy cái nền cho nó đi. Hàng ma nó gặp nhau xong chết mẹ rồi, hàng ma gặp nhau nó bẫy đầu gì, hai con ma nó gặp nhau là nó đá dân ngục cho, tức là xây hai cái đối mặt với nhau rồi nó đá dân ngục cho má bốc phải. Có báo gì? Nếu đèn. Mày xây chỗ này sao lầm? Mày xây mà chặn ngay cái chỗ này cũng có một cái dòng cũng vậy. Xong rồi, đúng rồi. Nhận được 100.000 tiền. Còn có ba nữa cái đầu mà. Sống hai con ngoài đây. Làm lại, xóa hết tiền đi. Bây giờ xây gì vậy ta? Bơm ba gồ rồi là sao? Gây vật lý đau không? Cái bể băng không, cái bể băng vẫn ngon không được chưa? Chưa, đang nâng cái bể băng rồi không cần gian. Mày nâng cái nồi vậy, có nâng thằng bắn cung chưa? Rồi chấp thằng bắn cung rồi, rồi lấy cái nồi rồi cái trần trần lửa này rồi dắp lửa. Không, cái dòng máy xây thịt đi. Rồi
tập tiền rồi đó. Vô. Một cửa ra. Tao chưa có vô nữa, mày vô đó. Ba cửa ông nội ơi. Đi thú ra đi. Tao chặn được rồi. Thành thủ một cửa. Tao chặn nó nha. Bạn, nó đi đường này. Thẳng qua đây. Coi. Mày chặn bên nào? Đây nè. Hold up, can we get back to that about me? Sống chẳng đây có bao không? Cửa bên trái gì vậy? Chẳng có thì giờ nó còn mối yêu đâu đây à? Giờ tập trung thủ về thôi. Má hồi nó đập ông ta. Rồi xây dựng dính giữa. Chỗ này đéo có trần nữa chứ. Đây nè, xây nè. Lụ đạn đó. Có cái bẫy nè, có cái bẫy nè. Vậy tặc đây là hạn chế nữa. Đó. Đâu sẽ lên uống đi. Lên đây nè. Tao mở là hai ô. Thì lên chỗ ngang đâu đứng nè. Ừ. Rồi mày còn ô nào không? Lắp thêm ô đi. Ừ đây. Đó. Just like in training. Ngồi đây. Rồi. Tao hết tiền rồi. Rồi bẫy băng. Bẫy băng rồi xong rồi tới bẫy xây. Khoan gỗ bẫy nè. Exactly where I want. Rồi hết tiền rồi mày. Nó có 3 cái bẫy gì đó, 4 cái bẫy gì đó. Ừ. Rồi đặt mấy cung dính giữa luôn nha. Cung tới ngàn đó, giờ chưa đủ đi. Phan nãy tôi chọn cái nào đó. Từ từ, để tôi nhớ lại. Cái số 8 không biết xài dục nè. Cái này chưa nâng nữa. Hồi nãy tôi còn nâng cái 7 xịn lắm. Tự nhiên quên tôi rồi. Từ từ tôi nhớ lại. Rồi đây 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 đây. Rồi xong rồi. Ok chưa? Rồi. Ready as always. Mày chưa bấm ra. Đéo bắn luôn áp cao luôn à. Enemies are preparing to breach one of our gates. They've broken through a gate. Mấy cao quỷ. Here they come. Đứng chảnh đi. Tại vì súng tao không bắn xa được. Troll. We don't have a lot of experience with those yet. Oh yeah. Nó không gì vui. Ủa cái bẫy băng đồ hình bẫy axit mẹ nó. Con tròn mà nó hơi thiếu dinh dưỡng á. Chọn vô, chọn vô. Nó gia tăng cái hàng 7 đây mới được. Sao nhanh quá vậy? More enemies on the way. Má chưa kịp xây nữa. Ok
hết chọc. Double kill, triple kill. Tí nó ra con đập từ cái nhà ra là bể mở luôn. Rồi hai cửa chắc phải à. Thì đầu nào nó cũng quanh đây mà. Watch out, our enemies have broken through again. Cái gì? Nó vô. Nó ngay chỗ mày đứng luôn á. Hai con tròn này. Con kẹt bánh kìa. Bỏ bánh chê ra đi. Chê bỏ ý chí mày. Tao đứng đây từ đầu mà. Cái này là cái sao nó nổ ra cái gì? Đặt về cái nền đây nữa đi. Từ từ ra nha, từ từ. More enemies on the way. Mày đặt cái đi, tao đặt một lần hai cái. Rồi để nó đi. Ủa sao 19 ấy? Tao không biết nha. Cái mỹ nổ này, lũ đạn đó. Tao đập nó cũng nổ nữa. Cái bể băng nó thành acid mẹ ơi. Acid thì phá được mấy đủ giấm nặng. Ủa đâu kia? Chịu có nào vô mà. Khó. No better place than this. Nâng cái trần gì bây giờ ta? Đặt gì ra? Hay sao? Vậy. Now that's just fun. Should be good. Nó tiền rồi. Now
nắng nhìn nó nổ tự nhiên luôn. Con chó đánh đau cái gì? Ở tay nó dài quá. Ta thử cái bảy này này nó rớt xuống không? Không, cái thùng nó lăn tới đây hết mẹ nó rồi. Sai lầm rồi. Rồi, quên đi. Chưa. Chỉ đặt chậm nữa thôi xong đó. Sao tôi đứng lên này nó kêu ghè ghè dưới nó. Ờ cái này nó nhả ra nó bị kẹt. Con mẹ nó nào. Hết lượt bán đi. Chửi đi. Kêu hơi ồn chút thôi có sao. Vô bóc hơn cái mỏng. Con gạt bánh rồi. Rồi quay cuối. Đóng mềm luôn rồi. Hãy
Má chưa xây xong nữa, nó win mẹ rồi. Anh em ơi, má mày dễ thủ mày. Má sống con lúc nào đéo hay uống. Tự nhiên nhìn lên 19. Có cái gì nữa nè. Ờ cái trụ này để cho mấy con nó bắn. Cái bom này cùi quá. Cái outfork là gì mày? Cái nào? World of Outfork à? Lua, thằng nhà. Cái đó là để lên cái đó, cho dựng mấy con lính lên. À. Lên cho nó cao lên nhá. Cái nền đế á. Còn mày ép tới cái gì vậy? Tốt mấy cái dạch thôi. Bây giờ có dạch lửa dao nữa nè. Có một sư gì nữa đây. Thị sĩ với một sư. Để tấp tấp con hấp thương cho. Mình có tấp thêm cái dắt nữa. Rồi, à, xong rồi đó. Chưa, đang nghiên cứu còn 8 điểm. Vì chút nữa tao đang này, tao đang luôn cái ao khóc. Bây giờ nâng cái gì ta? Có hai cái trần này. Hai cái trần, hai cái dắt. Chết mẹ em ơi. Mà cái con pháp sư là nó hàng nằm thẻ cam chứ không phải thẻ sạch tím. Thẻ cam liên quan gì? Thẻ cam gắn được có hai thẻ à? Không, thẻ cam là có lúc xài được, có lúc xài không được. Ừ, mà bạn xài được gắn được có hai thẻ à? Tỉ tỉ đi, nâng lên đi. Tao đang chưa biết nâng lên cái đường nào. Rồi để tao tỉ tỉ. Đã tẩy luôn. Sẽ nâng cái đường Dragon trước, cái tường này nó mạnh. Có cái tường gồng rồi. Chưa nghe, tao là tẩy rồi á, để tao ốp lại á. Rồi bằng hai cái dách này tới cái trần. Trần tao vẫn lấy trần lửa đi. Rồi hết tiền rồi đó. Chưa nha. Mày bấm rồi đó, tao bấm được đâu mà chưa. Trần sẽ thương nhập tí nhiều quá. Ok. Mày vô luôn đó hả? Mày ra mày xong rồi. Bằng ở page 2007, cái trận này là có boss đó. Lần trước hình như chơi nếu map này nghỉ nè. Ừ không, map này xong rồi qua cái lần sau mới qua map kia mới nghỉ. Chặn một cửa nha. Coi ơi. Đừng coi video chặn chặn cái lòng á. Lại 100 năm nữa, cưới năm trước. Master Cygnus and Vorwick would fight one more battle together before the end. Chặn bên phải chứ mày. Bỏ nó đi dặn bên phải, đường bên trái nó dài hơn. Single-minded stubbornness into obedience. Warwick, old friend, rồi qua trên dây. Tao chặn cho tao không có cái dắp. Rồi mày chặn gấp đôi mày dặn đi. Rồi qua đây nó sai. Old friend, is that you refuse to share your power and help me protect the order? If that is truly your goal, look to the defense of this rift. Mà như nó có phá nữa nha. Chưa nha. Thì sẽ chứ cái đó. Từ trên nào luôn đi. Từ trên luôn đi. Thôi. Bây giờ cái dách không có đằng được rồi. Tao nhớ có cái đồ hết. Nè tôi quên. Đây em đặt thêm cái nữa. Phải xe đầu đuôi mới hiệu quả. Mày ở đây. Chưa từ từ. Cái gì? Đặt thêm cái này nó mới hiệu quả. Đầu đuôi đặt đầu đuôi mới được. Từng chặn nè. Từ từ đang qua.
dặn chỗ nào cái cuối luôn hả gì? Tao nè. Chưa, tao dây cái bẫy hết cái rồi xong à. Đó. Đặt phải đặt đâu đuôi mê quả, tránh nhiệt nó bo cô cua. Bỏ cái lò. Xuống ổ đi, xuống ổ này nè. Nó xây trước cho. Rồi. Rồi gì đó. Vậy mới đảm bảo đi thẳng thẳng hàng được. Tôi vô đặt men cung. Nó đập cửa mày ơi. Nó đập cái cửa này trước nào. Hình như trong chặn thêm bức tường trong nữa. Ô cửa gì nè. Nó đập cái cửa này vậy nó vô không ta. Từ từ để suy nghĩ cái này. Mà bay đéo tới, thủ đoạn lắm. Rồi, muốn đi. Chưa, tôi chưa có say. Bây giờ mày suy nghĩ đi không về. Right there. À, của mày là kiểu thủ cho ở trong chứ không phải thủ ngoài à. Ừ. Vậy mày ra ngoài rắn tiếp đi. Nó vô để đi đường nào ta? Tôi nghĩ là đi thẳng vô luôn á. Cái nỏ này bắn sao? Để em lái. Rồi, chiến. Chưa còn cái nữa. Để xây mấy lính xuống sao? Ngồi xuống được rồi. Lên cung kế được à? Phan xây cái bẫy hết. Để hết mà nó xuống giật. Mày hát sao mà lên là chạy đi. Mày hát sao nó trong rồi, bắt tao ngồi cười không đúng. How could they continue after seeing this? Đây làm gì? Thằng đặt cái đó, thằng đi ngay. Dẹp cái tường này. Chỉ vậy không nói. Nó đi thẳng. Mày... Nó đi thẳng đường xuống dưới thì khác méo gì không? Rồi trời ơi, chút gặp cái 7 chú 3 tao thẳng nguyên hàng luôn, tiết kiệm. Mày đặt nó đi lặng mày đặt ở ô này là được rồi. Đặt ngay một ô này với một ô này là hết hai ô. Đặt trong nhà thôi, đừng có đặt ở ngoài. Một hồi nó đập bể cái cửa bên kia nó không nổi thôi. Chứ không phải là nó không phá cái giấy trên đường đâu. I am out of coin. Tao lại mày luôn, mày dẹp luôn hai cái trụ mày đi. Đặt cái chát nó sợ luôn. Dẹp bây giờ hai cháp đi. Mày đặt hai ô này nó mới đi cái quãng đường này nó dài hơn. Nó mới đứng trong cái bẫy này bị hất ra nhiều hơn. Mày mới đặt bẫy đó mày chỉ đặt phía dưới kìa. Đặt ở đoạn cuối á. Đoạn cuối hất vô nhà không nổi ơi. Nhà cái lần. Hai cái chỗ này nó vô được nè. Mày hất cái là nó vô thẳng trong đó. Chỗ này cũng vô được nè. Đừng đéo. Mày hất là nó lên chỗ mày đứng luôn á. Nè, mày đặt nè. Tôi đứng nè. Mày đặt nó bay mẹo xong kia rồi, mắc nó vô nhà nó, chỗ này nè. Mày hắt nó không gây xong. Mày đặt có ngoài khác méo gì? Khác cho mày. Kéo đường tao, ra dẹp 27 đây, mày đặt ra đây đi. Hát lì. Tao biết sao mày đặt được cái cục dung kia. Rồi đó, tao gỡ rồi đó. Mày thích đặt máy bay, đặt cái chỗ tao chỉ nè. Chỗ đéo gì? Nè chỗ nè nó mày đặt thôi thử không bay trong không
Đặt nó anh chị không nổi gì, đặt nó đây chặn cửa. Rồi, chiến đi. Chưa, còn hai cái cổng bên kia là đi đâu vậy? Ready indeed. Mẹ ớt chết, chết luôn kìa. Như là... cục này bắn gần gần như là nhanh hơn. Lòng vậy. Mày đang thủ cái sao cái gì? Ừ. Sổng vô đó. Là rồi luôn, mình cái chuyên nhân này chẳng hết đám này được. Chưa vô mà. Ở cái này có con bắn, có con bắn con thấu kìa. Kìa kìa, thấy thấy bắn con nổ không? Enemies are preparing to breach one of our gates. I am what all apprentices should strive to be. If anyone was not already impressed. Nhìn nó bay kìa. Seems winning comes very easy for me. Yeah. Thiếu tiền rồi. Con này phế quá. Ở dưới đó có cái lỗ gì kìa. Rồi. Đâu gì nữa? Qua đây tôi chỉ cho. Cần để cái bột không mày? Bích mẹ, rớt đây này. Sao vậy? Đó, cái lỗ tôi chỉ đó. I've returned. Won't the orcs be surprised? Đó, nó nằm hướng nào vậy? Can you top this? Will not happen again. Coming back to life does take a toll. Rồi, chiến đi. No one is a match for me. Đồ mò mày nãy tẻ ngang ra thì xây ngang cái là xong rồi. Bây giờ nâng cái trụ lên không? Không gì. Ủa mày xây cung gì vậy? Nhìn phèn quá vậy. Cung thường cũng bắn được mà. Cung mày bắn được. Cung tao bắn từng con. Cung tao cung đơn binh. Tí tiền.
nào đấy. Đó, bay 41 có bị rồi. Đông quá rồi. Rồi, giờ sao chém? Còn nữa, má, đúng rồi. Thủi theo à, lợi. Trước sau không phải thủi nha. Trước mày bắn phát nó hiệu quả hơn nhiều. Chừng nào nó gần tới đây. Vô tới cổng đi, rồi tao leo xuống cái gì. Chặt cổng nên bắn nãy giờ. Mấy chờ mày tới đây à. Chưa tới cổng à. Này thì ba con cho anh. Rồi. Ủa, vàng cung này mày bán anh đó hả? Ừ. Mày đây, đặt ra cái này. As if anyone was not already impressed. Nothing can deter us. We serve the order. The orcs. Cắt tiền. Rồi. Quay đi. Let's begin. I may just be the best war mage ever. Quá nhỏ sống chuồng à. Look out, our enemies are attacking. Đá chó đâu dữ vậy? Gà lấy nỏ bắn đi. Ở đâu? Cái cụm bên phải nó đẩy ra. Mày xây theo chiều ngang là nó ngon. The enemy army is attacking. Chiều ngang là quá gì? Là cái quãng đường đi dài hơn chút, với nó cụm lại mày bắn bằng cái nỏ nó dễ trúng hơn. They will have to be better than that. Ý mày là xây ngang như cái chặn map này là nãy hả? Ừ. Để quái nào một cục lại mày bắn bằng cái nỏ nó dễ trúng cái bục. Ở trên này cái cổng nó có chỗ xây không ta? Chỗ này có chỗ xây nè. Đây là giữa máu dần dần được. Còn con trong nhà kia, ngay cổng kia. Đâu? Đó, mini map đó, ngay trước mặt mày luôn á. Mày cửa không vậy?
Nếu biết ngàn mấy cửa rồi đó. But I do. Here they come. Còn cho quá gan đi, được. Ê, đừng đi, đừng để đợi pháp sư nè. Gỡ gỡ đi. Sư là cái lợi này không? Á, thì xây pháp sư rồi đó. Rồi tại đây dòng rồi luôn. Rồi, cho quá vô đi, mày còn tiền đúng không? Khoan, con coi cái đội này có cái gì. Đâu mà mày còn tiền, mày lo xây thủ cái cửa ra. Cái này là cái chỗ tele thôi. Nó ở chợ, cái cổng tele. Không quá, bán đi. Không hiệu quả thì nó bắn ngay cái khúc cua nó mà không hiệu quả. Để rồi, tao để rồi. Nó bắn ở giữa mà, giữa mắt mà, chứ nó không bắn ngay xong. Mày đặt cái đội khu mày sao không quá. Mày quay đúng cái hướng nó mới bắn. Không, mày để cái đội khu mày sao là gì đúng rồi đó. Bắn ra từ trước tay sau, chỗ nó được gom lại á. Chứ bể trước đó lộn xộn lắm. Nó bắn ngay khúc cua của mày. Mày nhìn cái hướng nó có cái gan kìa. Để đi không được thì bán cho. Tao bán cho mày rồi. Bán cho lòng á. Rồi gọi quái ra đi. Mày á. Trong nhà là không có chỗ mà xây đâu. More enemies on the way. Mày không lấy xe à? Tao lấy xe à tiếp. Lấy xe đi. Can you top that sickness? Thấy không? Thấy là con mày thao con gà không? Cái gì mày quả? Còn mày để ngày trước nó bắn lộn xộn lắm. Xộn gì? Nó bắn lộn gì rồi? Khác mày. Má ọt. Ủa mày xây cung ngay cái cổng dịch chuyển cho nó luôn được không ta? Đâu biết. Ê, mấy chuột kìa, ốc, sống mấy mấy chuột kìa. Mày có tao bắn súng bự. Nó hơi bèo kìa. Á, à, cầm kiếm cho tao cho mày chửi, sao kìa mấy chuột hay. Mình kiếm tao mà mình chỉ biết chém được cái gì á. Chặn bên luôn á. I really am the best. Má mấy chuột thủ đi kìa, đâu mà chém mấy chuột đi. Mấy chuột vô nữa rồi nữa kìa. Ê gì vậy? Nó đi hai cửa rồi, không nổi thôi. Má cẩn chiến mới có chém nó, lụ đạn phải. Má thằng mày sắp xưa chữ sao kiếm mấy chuột. Với cẩn chiến mày vượt theo con chuột, xong mày chém kịp nó. Nó chạy nhanh không đâu. Rồi hết rồi. Rồi xây mấy cái lục nổ này đây. Rồi tôi chặn đó, tôi chặn con cửa ngoài nè, cửa này nè. Này nè, tôi chặn hết đó, giờ còn có một cái vô này nè. Đây chuột nước kìa, chuột nước kìa. Con này mà chuột con khỉ á, nó bự. Mày chặn cửa bên phải chứ, sao chặn cửa bên trái không cóc. Chặn cửa bên... Mày chặn cửa bên đây là nó đi qua cái đường kia nó ngắn hơn. Thôi lỡ rồi để đi. Rồi nó bán cái bẫy bên trái. Còn chuột đâu hết chuột anh. Job well done. Rồi, gỗ quá đi. Giờ là bán vậy cùng này, tao tập trung rồi mà. Bán cái nỏ mẹ. Cái nỏ bắn mạnh vậy đó ra mà bán. Cô bán cái hấp à. Cái hấp bán cái cửa rồi. Cái gì? Cô bán cái hấp, giờ cái hấp nó hết cửa rồi. Giờ tập trung đồ hữu cái đường này luôn rồi. Bán cái vàng đá mày đi.
đá gì? Trên bắn đá này nè. Nó mình được mới tiền nữa. Bán cái dạng nhỏ uy tín phải là. Hình như hơi là lọt. Rồi, xong đó. More enemies on the way. Bot kìa. Mày ra kéo má bot từ đi. Má mày bán cái nỏ tao bắt tao kéo má bot. Stupid indeed. Mày gần chiến mà. He will try and destroy any barricades we have. Ah, to be young. Nó để quan tâm tao luôn rồi. Má. Nhìn người chém được boss đó. Nó đánh rồi. Nó phá bẫy. Còn cái đường bên phải. Không phá, không phá. Không phải, không phá. Có con này nó phá thôi. Bẫy rồi đó. Những cây rồi. Rồi chết rồi. Má còn chấm máu rồi. Má sắp chết rồi. Hồi nãy giờ chết mấy chục mạng rồi chắc béo nữa đâu. Trời ơi. Mấy anh cũng có bắn vô nhà được không vậy? Được. Mày không nâng nền nằm chậm à? Không. Vì để ngồi nó nâng nền nằm chậm. Đặt cái trần luôn cho nó dễ tính. Còn đúng chấm máu à, nãy không biết sao nãy giờ sống lại. Tao bị gắt hay gì? Thấy mày còn đang chạy mà. Bên tao đứng hình này nè. Mà nói chung xong boss rồi. Đứng hết toàn bộ luôn rồi. Đang chơi thường mà. Tao thấy mày còn đang chạy á. Chạy là tại chỗ. Chạy mà tại chỗ. Rồi mẹ nó. Ok vô lại. Không có dấu hiệu gì đứng luôn, con game vẫn chạy bình thường. Dù lại nó có gì có nét đó, không thoát được luôn. Đó phải tháng rồi đó. Nó ăn là nó nghĩ ăn chạy CPU gì hết vậy. Mở thách manager tắt cũng không được luôn. Lại nghỉ nè. Bạn nữa nghỉ. Số game gì fan. Im vãi.
Gì? Mày đi, tao cũng đi theo không kìa? Liên quan máu gì? Nãy mày chọn cái nào vậy? Cái ô ghen đó hả? Để tao liên quan thay này. Nãy mày chọn cái ô ghen nào? Đó, tao mà mày đó. Nãy chơi tới bằng máy rồi đó. 12. Cái bàn chính nãy là nhìn cái hình nó quắc gì? Đang John Season. John Season. Cho tao có 3 cái sổ lũ đảng này. Cái nãy là đeo tính ra đâu rồi. Mày chọn lại bàn chính rồi. Chọn lại bàn chính rồi. Chưa có luôn. Rồi qua bằng 10 đi. Mày sao? Đeo có sổ nào hết. Not long after bà cửa that, à? Warwick disappeared. Bà cửa nó đi đường nào ta? That Master Cygnus banished him from the order, afraid of what he might do. So, what was the point of that story again? The gigantic orc army's genius? They haven't been seen since the days of Master Cygnus and Warwick, and now they're back. Kelsey has it right. These new redlings smaller orc factions together to create armies not seen since Warwick's time. Cái nè. Chẳng bên nào hay bên kia. Nghe nghe. Ủa, chẳng nghe nào, chẳng nghe cầu thang nào. Ok ok. Mày lặn đây đi. Rồi, giờ thủ trên nè. Thủ cái chỗ này đúng không đi. Thằng méo gì lên trên. Rồi, mày lặn một cái đi. Sao đặt vậy? Nghĩ nó đi qua bên đây. Từ từ. Một hồi nó đặt nợ hả? Đặt cái dưới đó sao? Nè, đặt đi nè. Khoan khoan. Rồi, mày đặt, mày xóa đi. Đặt cái luôn. Nó ở dưới đó. Sao mày sẽ vô bán nền đi để đặt bẫy đi không chỗ này không có dắp khó bẫy sao để làm lên trên tôi coi thôi trên thì đéo có trần mẹ nó cái sảnh chính này cũng đéo có trần luôn con bà con game lũ đạn con game đi chút đặt thêm gì nữa là vẽ đi được mới rồi như vậy thì cái bẫy đó ở đâu nó đâu có chạy được được cái làm chậm đâu ta đây nãy chưa có năng làm chậm nè I'm short of coin. Ủa cái làm chậm của tao sao đặt không được là sao ờ hết tiền mẹ lắm. Dạ. Yeah. Không, một hồi sao mà xây được. Nó đặt nhiều nè. Không, đây khó thủ mày. Trên này không có trần hả? Khoan xuống xây lại nè. Xây từ bên phải qua bên trái đi. Xuống đây đặt hai cái này qua đi nào từ từ để tao tính trong đầu cái nó đi dọc vô đây lại đi vô đây vô nè cho nó đi thẳng xuống tới đây luôn nè đặt thêm cái nữa ừ. Tìm cái cho tao nè. Đi xuống đi qua. Méo ổn mày ơi.
chỗ này nó nhỏ tại quá à, nó 4x4 rồi sao mày chia ba được. Looking good. Just like in training. Ý mày gì đúng không? Không được. Vậy gì? Vậy gì? Vậy thì nó lỗ lắm. Chút đặt em cùng Dung ngay trang chỗ này được rồi. Cùng Dung ngay trang chỗ tôi đứng nè. Chỗ này nè. Ừ. Thì cùng Dung nó sẽ... Cũng khác đéo đâu, nó đi tới đây nó cũng bị vô. Nhưng mà dĩ thì sẽ lỗ hạt tay mẻ trên rồi. Như vậy cùng này cũng đéo cần hết nè. Ừ vậy rồi. Ngủ đi. Chưa. Xây cái trận. Mới xây cái bẫy. Chỗ này thấy hiu quá mày ơi. Được rồi. Ok rồi. Cái này làm chậm để hồi đó nói 3-4 cái chéo chéo rồi luôn. Cái này làm chậm được rồi. Hồi đặt trên đây cái nữa. Tao thấy đéo ổn rồi. Cái chỗ này nó bé tẹo rồi. Quái đâu hết rồi. Enemies are preparing to breach one of our gates. The door is down. Here they come. Không, phục hồi bán đi tôi biết rồi. Nghĩ kỹ rồi. Hồi mình chạy ngay chỗ này nữa. Quái nó đi đường trên này luôn. Chạy ngay chỗ nó đang đứng à. Không rồi chạy ngay cầu thang luôn. Bán ra lỗ không mày? Đâu biết. Trong cái tool nó bán thì không lỗ đó. Thôi không cho quái nó đi cái đường giữa này thì xong rồi. Đủ. Có con chạy qua kìa. Đúng rồi. Rồi chưa? Rồi gom hết đi, xả đi. Qua đây chặn cái cửa này giờ lên. Ừ, chặn đường trên chỗ ngang nè. 2 ô, 4 ô đủ nữa. Rồi bắt đầu xây chỗ này thôi. Đây chặn luôn nè, tôi chặn luôn nè. Từ nó giờ nó đi vòng ăn đường một đường hay đó. Bây giờ đây chặn ngang. Chặn nữa. Đây đây đây. Rồi. I'm feeling this one. Này, đông được. Đây. Rồi. Giờ nó phải vô đây. Toàn bỏ cái đi đâu nghiên cứu ơi đặt cái làm chậm đi đâu. Chậm đi đi. Đúng rồi. Rồi đây cái bẫy băng. Đó. Đó. Cái bẫy dội của tao. Đây cái bẫy băng đó. Rồi cái trụ số 7. Đây cái. Rồi cho quái vô đi. Đây cái nữa. Chưa. Đây cái nữa. Rồi chặn lên cái nè. Ừ. Rồi, quái gà. Rồi. Đây, đủ. Bự đi. Mẹ anh tao bắn dưới cái nền. Cái súng thuộc ganh. Thiếu 8 điểm nè. Huh?
Rồi tao đặt con ma dội dội ở trên đó. Ngay chỗ đang đứng. Đây con ma dội qua dội lại. Hết chưa? Rồi chưa? Hả? Đó, hai con ma dội chỗ này đúng được không? Ê, chứ mày hết bán được. Cái gì? The barricade is under attack. Mình chậm đó. Gì? Sao bán ngay kia vậy? Nổ hả? Cái gì, có con nào nổ không? Có mới nổ. À, cái dưới này mày xây tầm 7 rồi nào, giờ tao nô mới đúng. À chưa xây xong rồi, chưa đó, không có mày vô chặt đây. Tao đang xây nãy mà. Còn con kẹt thôi. Cái lửa ở đây rồi. Một cái làm dặm. Gì? Cái này. Má chưa kịp xảy gì. À, cái trái nguyên. Đặt cái trái đây. Một cục đây. Ừ. Ôi sống của mẹ nó ơi. Enemies on the rift. Từ theo. Nó vô tới luôn rồi. Rồi chết tao luôn rồi, đập đúng hit một. Ủa, thủ mình để đây hả? Nó phá cái cổng bệnh rồi. Một con, ba con vô. Rồi nghỉ ngủ. Đợi mà. Nó chơi nó phá cửa rồi. Chuyện hồi là chỉ còn đường xây ở chính giữa này thôi. They're almost there. We only have half our rivet points remaining. Stop them quickly. Thôi thủ hả? Nghỉ ngủ số game nhiều phanh. Yeah. Sáng đi làm sớm nữa. Mai đã xây chính giữa này thôi. Xây ngay trước cái cổng rồi cục này luôn á. Our rift is failing. Dẫn hết tất cả quá vô đi vô đường giữa. Này. Còn con á. Mày chống cự nữa hả? Rồi, nghỉ ngủ mai tính.